vừa mới đá vòng, bây giờ ta đến vui vòng. Đó là cái thằng cháu nó về nó chơi mà nó ra anh em mình, nó cô chú mình cắt móc nó thằng nó cũng gai. Cái nghề này nó đen lắm, tội bữa đen thui luôn này. Nhưng mà cái nước này là nước biển hay là nước biển. Nước biển á? Nước ngọt nhưng mà không biết ra nha. Cái ta là cái sông của Thu Bồn nhưng mà cái nhánh của nó thôi. Nước này nước lợ à? Nó bự kia nó chảy cái vào đây, cái nó xuống nó gặp cái chỗ mình chơi là nó gặp cái biển. Nó dâng ngược lên lại nó thành nước lợ. Giờ mình đi là quá tệ. Trong này được cái nắng thì nắng nhưng mà nó vẫn mát kìa. Đúng rồi, nó mát. Nó mát ngày hôm nay, cái ngày hôm qua ông tệ. Mấy cái bài đây cũng chết. Nó mát, nó mát. Con, chụp tấm hình nè. Tấm hình về công ty đó. Đẹp thì mình lấy mà xấu thì mình không lấy. Chứ công ty cũng không ép mình. Cái tấm hình để về kỷ niệm con. Một. Đều ơi, ta tim đều ơi. Kiếm tấm hình về Hà Nội nè. Một. Hai. Ba. Vô. Được rồi con. Có cái tàu đánh cá đỗ ở đây. Họ đi giữ biển một năm hai năm con này. Mát quá nhỉ? Chưa mát, mát như mẹ. Hôm nay mát. Mẹ ơi đi kìa. Nát. Hôm nay vào đây gặp đúng thời tiết kiểu mát ý. Thời tiết kiểu mát. Trong mai ra Đà Nẵng này nắng lắm ấy. Tụi kia vui ghê. Đó, cái đoàn đó là đoàn của mình đó. Nó đi tour, nó đi Hàn mẹ Quốc. Mẹ ơi, đó. Đi kia. Nó đi Hàn Quốc đó. Bà Hương cũng mới đi Hàn Quốc đây về, cái mới vừa lên bờ cứ kêu là bà Hương bơi cho con đây. À thế ạ. Ừ. Cái lượt làm cái mình lấy. Hồi nãy mà Hương cũng bao nhiêu đứa đó Hàn Quốc này. Mẹ ơi, mẹ. Úi dồi, đông hơn cả chú Hương. Đông, đông ở trên này nó vắng vắng thôi, còn chú kia thì đông. Đúng rồi. Đông vào, nắng lắm. Nắng lắm. Nắng lắm. Úi dồi, ông kia. Ủa, một chiếc tiêu. Một chiếc tiêu kia. Ông đây có người, giống đây hơn người các bạn. Mẹ ơi, một chiếc tàu kia. Đâu con? Một chiếc tàu kia. Đây là tàu đánh cá. Tàu đánh cá. Đúng rồi. Tàu đánh cá này. Bọn mai chơi sâu, bọn mai ngạp xa đi. Sâu ở đây, nước ở đây sâu không cô? À, cá đen. Đen. Thế thôi à? Alo bố lên nhá. Con bảo hello. Hello. Mẹ ơi, một chiếc tàu tiền. Một chiếc tàu. Toàn khách du lịch. Tàu đánh cá. Câu cá. Mẹ có vui cho con. Xỏ sai có vui cho con để phọt bà cháu mình triệu rưỡi một đấy. Nè, con nhấn lưng này. Con nhấn lưng bờ để con vui cho. Đó, đấm đầu, để đây thôi. Đầu, ở đầu xa cũng nhấn này để chàng thôi con. Bắt phọt bà cháu mình nó triệu rưỡi một. Lấy cái đai mới được cởi này. Lấy lại cái đai này. À thế ạ. Tây. À ở trên kia họ kiểm tra ạ? Kiểm tra từ trên đó xuống đây mà bà Hương quay nhé. Đi qua cái bọn này. Cái bọn nó còn ngày trong quán bọn này. À thôi. Không đứng được. À kìa để em đứng đâu không có gì đâu. Kìa không có đâu. Này nước nha. Con nấm có em lại. Đúng rồi. Kìa em đứng cho Hương tội. Trời đất ơi cái thằng này nhà tôi. Khang ơi. Mẹ ơi. Khang ơi, em nghịch ít thôi, em ạ. Khang nốt cái dài này đi. Đó, nốt cái dài của ta. Ê, em xíu. Hả? Chụp hình cho em được không? Rồi. Mẹ. Chân ơi. Chân ơi. Wow. Chân ơi. Thôi, cái đông kinh. Đông vui nhỉ? Bao nhiêu tuổi rồi con? Em bao nhiêu tuổi rồi? Hello bác Thu. Bác Thu đang xem đấy. Thu nào ấy? Chị Thu ấy. Wow.
Mẹ ơi, nêu kia. Bác Thu ơi, Khang chào bác Thu này. Nói những tình gì ấy, nhại gì ấy. Ôi, dịch cái đông ghê. Thank you bác, sang năm bác không được bận nữa nha. Để hai nhà cùng đi với nhau. Ôi, thế này đông chưa? Chúng ơi, giữ con đi chồng. Anh ơi, không giữ, ấy là không mình kìa đâu. Thì kìa, ôi, em nhìn con nhé bé kìa. Chết rồi, đấy, bác nhìn nó đánh đá chưa kìa. Nó không cần giữ luôn ấy. Ý, đông chưa? Giữ con đi anh ơi, ở đây không đùa được đâu. Không phải trên bờ đâu. Đây, đây, gác chân lên để cho nó. Mà giúp mày. Trong nấm ô, em bảo nấm ô anh. Nấm ô đồ đồ anh. Nụ áo nữa đi. Đấy. Gió về đằng này nên là nó hơi bị ngược gió nhỉ. Ở chỗ Hà Nội cháu cũng có kiểu chứa hương ấy. Cũng như thế này đấy cô ạ. Nhưng mà thay vì kiểu thúng này thì họ là thuyền. Vâng. Đông lắm ạ. Những ngày dụ như 3 tháng đầu năm họ đi lễ là đông lắm, đông hơn này nhiều. Có nghĩa là các cái thuyền nó còn xít xịt vào nhau cơ. Đi này va vào nhau là chuyện bình thường luôn. Họ không cho để tay đây, họ sợ vào tay cụt tay luôn ý. Vâng. 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 Ngồi đây nhá. Con cho tay vào trong. Vâng. Cho tay vào trong. Cái này chị cảm ơn Yến nha. Ngồi đây. Năm nay bọn trẻ con lớn rồi nên là bảo đi chơi thôi. Chứ còn như năm ngoái bé thì chỉ có đi cho đi Sầm Sơn gần gần thôi, không dám đi xa. Cháu đang tự do thôi ạ, cháu buôn bán tự do. Dạ vâng. Dạ. Vâng, cháu bán tự do nên là cũng nghỉ cũng không ấy lắm đâu. Vâng. Về lại cày mệt nghỉ. Đi tiêu tiền xong về cày mệt nghỉ. Vâng, đi chơi cho các con nó đi chơi cho vui. Tại vì thật ra mẹ cũng chỉ có những ngày tháng hè này mới đi. Còn đâu mùa đông thì cũng chẳng đi được đâu. Vâng. Nếu mà hai vợ chồng đi thì cũng không đi đâu, phải cho bọn trẻ con đi cơ. Vâng. Có nhiều đứa nó bầm bên ta đó con, có vâng. Đi nó cũng đi. Vâng, đi hết ạ. Cháu con này cháu mới được có mấy tháng thôi, cháu cũng lôi ra biển. Cháu cho đi hết. Nhiều khi tội lắm, ở nhà không yên tâm. Đi con anh ơi, tóm vào áo đi. Đông lắm. Anh ơi không được đâu, anh cứ như thế là không được đâu. Từ từ xếp lại. Và đây là họ không họ va vào nhau liên tục ấy. Con giữ em nha. Hello. Hello. Ông thì cởi áo vào cho má con. Cởi áo. Con cởi áo vào ra. Cởi ra rồi. Tí nữa nhờ cô chụp ảnh cho. Ôi trời ơi, vào đây sao đông vậy? Dạ. Ơ cô ơi, nhưng mà đây là dừa nước đúng không cô? Không có quả cô nhỉ? Ơ có hả cô? Không dễ gì nó mọc được. Ồ thế ạ. Nó mọc lên như thế nó bị tử. À. Nó tử rồi đấy quá. À. Không dễ gì nó nổi. Vâng. Giống như kiểu là cây đực ấy nhỉ. Ừ. Cái mùa này là mùa nó đó. Em mới lầu lên cho tí. Vâng. À, ông bà chua, Luna, ẩn chua.
Vào đây vui nhỉ. Trèo cái này có phải học không cô? Chứ những người miền khác vào đây làm sao mà trèo được cái này? Vâng, dân dân sông nước mới trèo được đúng không cô? Bởi vì khó mà. Cái này hình như còn kiểu cảm giác khó hơn thuyền ý. Tại vì nó lênh đênh ý, nó tròn ý. Nó bơi nó xoay tròn xoay tròn. Vâng. Nó không kiểu như là cân bằng. Anh Tám, con chỉnh cái thúng, à, được chỉnh máy đưa vườn chụp hình cho. Vâng. Trời nó rộng chỗ rồi. Thôi nha, để chụp ảnh á. Chụp ảnh đã nhé.